Kính chào quý vị. Chắc hẳn quý vị đã từng nghe qua từ dưỡng tâm. Kỳ này, DKN Văn hóa xin gửi tới quý vị một bài viết nói về nghệ thuật này. Kính mời quý vị cùng đón nghe. Trên thân mỗi người tự có phong thủy, chỉ cần dưỡng tốt, một đời an yên. Trong cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn có nói: nhất thiết phúc điền, bất ly phương thốn. Ý nói rằng hết thảy dưỡng phúc không ở đâu xa, mà ở ngay trong tâm mỗi người. Hạnh phúc tưởng chừng như vượt ngoài tầm với, nhưng thực ra nó ở ngay trên thân của mỗi chúng ta. Nếu bạn có thể tích cực thay đổi bản thân, thế thì hạnh phúc sẽ không hẹn mà cùng kéo đến. Chính như câu: mệnh do kỳ tạo, cảnh tùy tâm chuyển. Cần biết rằng trên thân mỗi người đều có phong thủy thượng đẳng. Chỉ cần bạn chăm tốt thì cả đời dùng mãi không hết, còn có thể phúc trạch cho con cháu đời sau, nuôi dưỡng gia đình. Thứ nhất, dưỡng tốt thân thể, phúc khí bền lâu. Thân thể, da tóc là cha mẹ ban cho. Người xưa có câu này, chính là khuyên răn người đời phải biết quý trọng thân thể mình. Nếu không, chính là đối xử tệ bạc với cha mẹ, là hành vi bất hiếu. Sức khỏe là bất động sản lớn nhất. Trong xã hội ngày nay, mọi người đã ý thức hơn về sức khỏe và coi sức khỏe là tài sản lớn nhất, quý hơn cả vàng bạc. Cần phải biết rằng, một khi sức khỏe không còn, dù bạn có tiền nhiều đến mấy, cũng vô ích. Nhưng có một số người chính là tin theo tà thuyết, vì để thỏa mãn dục vọng mà không tiếc hủy hoại thân thể của mình. Chuyện kể rằng, vào những năm Thành Hóa triều Minh, có một người đàn ông tên là Tăng Sùng. Chàng ta bái Cốc Tài ở huyện Sơn Âm làm thầy, học kỹ thuật hóa trang thành phụ nữ. Râu ria, lông tơ trên mặt đều cạo sạch, chân mày cũng được chỉnh sửa, đầu tóc cũng được làm mới. Chàng ta học làm nữ công. Sau khi Tăng Sùng thay đổi hình dạng thành phụ nữ, mượn cớ dạy việc nữ công cho các thiếu nữ, thường xuyên lui tới các gia đình giàu có, thậm chí còn tự tiện đi vào khuê phòng của các thiếu nữ làm điều sằng bậy. Có một người đàn ông tên là Triệu Văn Cử thấy Tăng Sùng có mấy phần nhan sắc, đem lòng mến mộ. Một lần tình cờ đã phát hiện quỷ kế của chàng ta. Tăng Sùng bị đưa đến quan phủ Tấn Châu và bị xử tử lăng trì. Hạnh phúc kiểu trà đạp lên thân xác của mình mà có được thì nhất định là hạnh phúc giả tạo. Đừng vội tin theo, chỉ cần bạn có sức khỏe tốt và sống lâu hơn, vận may sẽ từ từ tìm đến. Về già cũng sẽ có một cuộc sống an yên. Đương nhiên, muốn có sức khỏe tốt thì phải chăm tập luyện, hạn chế việc thức khuya và làm ca đêm, sống có chuẩn tắc, ăn uống điều độ. Thứ hai, dưỡng tốt đôi mắt, nhìn thấy đâu đâu cũng là phong cảnh. Có câu: đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, tài trí và ý chí của một người qua đó có thể nhìn ra được. Nhiều người khi nhìn thấy non xanh nước biếc liền nói rằng phong thủy nơi đây thật là đẹp. Khi nhìn thấy sa mạc và cỏ dại, họ sẽ nói phong thủy ở đây thật là kém. Đây là ấn tượng chủ quan, cũng có thể nói là suy luận theo lẽ thường. Nếu một người dưỡng tốt đôi mắt của mình thì mọi thứ qua mắt anh ta đều là phong thủy tốt. Có một đôi vợ chồng trồng cây óc chó ở rìa sa mạc ở Tân Cương. Gió thổi tung cát vàng khiến bụi bặm bám dày trên gương mặt của hai vợ chồng, nhưng họ đều rất vui vẻ và không ngừng động viên nhau. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, những cây óc chó đã cho vụ mùa bội thu. Mọi người lần nữa
nhìn lại Sa Mạc đều tấm tắc khen ngợi không thôi. Đúng vậy đó, những gì mà cặp mắt thịt nhìn thấy chưa chắc đã là cảnh đẹp, nhưng nếu trong mắt bạn tràn ngập ánh sáng vào mùa xuân, mọi thứ bạn nhìn thấy đều sẽ trở nên đẹp đẽ. Nuôi dưỡng con mắt cần phải dựa vào sự vật bên ngoài, càng cần dựa vào sự khôn ngoan của bản thân để nhìn thế giới, nhìn con người từ một góc độ khác. Nếu một người từng có quá khứ xấu xa, thì hãy nhìn vào diện mạo anh ta sau khi đã sửa sai và làm lại từ đầu. Nếu một nơi có phong cảnh tồi tệ, thì hãy nhìn những người chăm chỉ làm việc trong phong cảnh đó. Hãy tìm kiếm một loại cỏ kiên cường và những người có nhiệt huyết dâng cao. Trong mắt đều là cảnh đẹp, phong thủy của tự thân cũng sẽ theo đó mà trở nên đẹp đẽ. Thứ ba, dưỡng tốt cái miệng, cuộc sống đầy ắp tiếng cười. Miệng là nguồn gốc của tai họa. Lời dạy này của người xưa chúng ta không thể không biết đến. Rất nhiều gia đình đang có cuộc sống hạnh phúc, nhưng bỗng dưng một hôm lời ra tiếng vào khiến mọi người trong gia đình đều cảm thấy rất không thoải mái. Có một câu chuyện như thế này. Hôm ấy trời đổ mưa lớn, anh phát hiện vợ ra đồng làm việc mà quên mang theo dù. Thế là anh vội vội vàng vàng mang dù cho vợ. Vốn dĩ đây là hành động ấm áp, nhưng khi thấy vợ mình mày ướt sũng, anh giận dữ nói: "Cô nhìn thử bộ dạng của mình xem, biết rõ là trời sắp mưa mà không mang theo dù, thật đáng đời mà." Người vợ nghe chồng quát như vậy liền xịt mặt lại, không cầm lấy chiếc dù, cứ thế dầm mưa về nhà. Sau đó người vợ lại bị cảm lạnh, tình cảm vợ chồng cũng theo đó mà đi xuống. Có lời thì từ từ mà nói, có việc thì nhẹ nhàng thảo luận. Đây là phong thủy của một người, cũng là phong thủy của gia đình và các mối quan hệ giữa người với người. Nếu mọi người xung quanh luôn lịch sự với bạn, thì môi trường sống của bạn sẽ trở nên tốt hơn. Cần phải biết rằng, điều kiện tiên quyết để có một môi trường sống tốt hơn chính là lời nói của bạn được cải thiện và bạn có thể kiểm soát được cái miệng của mình. Nên nói gì và không nên nói gì đều có thể kiểm soát được, không thể cứ mở miệng ra là thích nói sao cũng được. Thứ tư, dưỡng tốt tâm hồn, sống một đời an yên. Có câu, trời đất tuy lớn nhưng cũng không lớn bằng lòng tham của con người. Trong tâm chứa đầy dục vọng thì đừng nói đến phong thủy gì nữa. Có tiền tài và địa vị rồi, nhiều khi đó lại là gánh nặng. Vào thời Đông Tấn, nhà họ Vương và nhà họ Tạ đều rất giàu có. Cả hai đều xây nhà to sân rộng, mặc áo đen để khoe khoang sự giàu có của mình. Nhưng mấy năm sau, nhà Đông Tấn diệt vong, hai nhà cũng lụn bại, tâm trạng của họ đều rất xấu tệ. Nhà văn Lưu Vũ Tích trong bài thơ Ô Y Hạng viết như vậy: bên cầu Chu Tước cỏ dại đầy hoa, trong ngõ Ô Y mặt trời xế bóng, chim én nơi lâu đài họ Vương họ Tạ ngày trước nay bay vào những nhà dân chúng bình thường. Chỉ có loài chim én trước nay không chút bận tâm đến sự sang hèn của thế gian, chúng luôn làm tổ trước cửa nhà con người, giúp mọi người bắt sâu bọ. Sự xuất hiện của chim én khiến gia đình cảm thấy vẻ vang. Nếu bạn có tâm hồn như loài chim én, bạn sẽ thấy rằng bình đạo là niềm vui, xem nhẹ là niềm vui lớn hơn, và giúp đỡ người khác càng là niềm vui vô tận. Dưỡng tốt tâm hồn của bản thân, nhìn thấu cuộc đời, thuận theo thăng trầm của thời cuộc mà sống một cuộc đời bình yên, vậy là quá tốt rồi. Ngoài ra, hãy buông bỏ những tạp niệm trong tâm, đừng so sánh mình với người khác, cũng đừng khoe khoang bản thân. Đời người chính vì không bao giờ có cảnh ngồi tít trên cao, vậy nên cũng không có cái gọi là vực thẳm. Phúc khí một đời của người ta không phải được quyết định bởi nhân tố bên ngoài, cũng không phải do người khác mang đến. Dù bạn có gặp được quý nhân thì người ta cũng chỉ giúp bạn một đôi lần, chứ sẽ không giúp bạn cả đời được. Vậy nên
chúng ta cần phải học cách nuôi dưỡng mọi thứ thuộc về mình, tạo phúc cho bản thân. Khi bạn giàu có, bạn lại đi giúp đỡ người khác để phúc khí của bạn được lan tỏa đến mọi người xung quanh. Bằng cách này, cuộc sống của bạn sẽ tự nhiên trở nên tươi đẹp vô cùng. Dưỡng tốt thân thể, khỏe mạnh sống lâu. Dưỡng tốt đôi mắt, thấy được cảnh đẹp. Dưỡng tốt cái miệng, chuyện trò vui vẻ. Dưỡng tốt tâm hồn, đất trời rộng lớn. Đời người 10 phần thì có 8, 9 phần không như ý. Chúng ta không biết sẽ gặp phải bao nhiêu thời khắc đen tối, nhưng nếu tu luyện tốt bản thân thì hết thảy đều sẽ dẫn lối cho bạn hướng về ánh sáng. Câu chuyện Đề Can Hở Văn Hóa kỳ này đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc và bình yên. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.